toàn cảnh chiến sự Nga-Ukraine tối ngày 23 tháng 11. Máy bay không người lái làm thay đổi bản chất cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Phòng không phương Tây có thể bắn hạ tên lửa Oreknik bất chấp tuyên bố của Putin. Lực lượng tinh nhuệ Nga tiếp tục đầu hàng Ukraine ở khu vực Kursk. Kế hoạch tấn công Zaporizhia của Nga bị Ukraine phá sản ngay trong vùng Kursk. Tướng Nga lại phạm sai lầm ngớ ngẩn, bãi huấn luyện quân sự thứ 8 bị Ukraine tập kích, thương vong nặng nề. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Máy bay không người lái làm thay đổi bản chất cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Quý vị thân mến, tình báo Anh cho rằng việc sử dụng ồ ạt máy bay không người lái UAV là sự kiện quan trọng làm thay đổi bản chất cuộc chiến của Nga trong Ukraine. Tình báo Anh chỉ ra rằng mặc dù có lợi thế về công nghệ và số lượng, nhưng Nga không thể giành được ưu thế trên không trước Ukraine trong 1.000 ngày của một cuộc chiến toàn diện. Nhưng các cuộc tấn công bằng UAV, tấn công nhiều lần có thể đã giúp Nga có không gian và thời gian để xây dựng lại phi đội máy bay tầm xa cũng như các kho dự trữ tên lửa đạn đạo và hành trình liên quan. Về phía Ukraine, tình báo Anh cho rằng, từ giữa đến cuối tháng 9, Ukraine đã sử dụng thành công máy bay không người lái tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga, tấn công 4 kho đạn dược chiến lược của Nga cách Ukraine hàng trăm km. Tổng khối lượng đạn dược bị phá hủy tại các địa điểm này là tổn thất lớn nhất về kho đạn dược do Nga và Triều Tiên dùng trong chiến tranh. Bản đánh giá nhấn mạnh, những cuộc tấn công này một lần nữa nêu bật sự bất lực của Nga trong việc bảo vệ các cơ sở quân sự chiến lược khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine. Hành động thành công của Ukraine chống lại hạm đội Biển Đen của Nga đã dẫn đến việc phá hủy khoảng 1/4 số tàu lớn của nước này, bao gồm cả sói hạm, và buộc chúng phải rút lui vào phần phía đông của vùng biển. Cơ quan tình báo Anh cũng cho biết, tổn thất về nhân sự của Nga lên tới hơn 700.000 người thiệt mạng và bị thương đã làm suy yếu nghiêm trọng chất lượng của các lực lượng vũ trang Nga. Hầu hết binh sĩ hiện đang phục vụ trong quân đội Nga đều được huấn luyện ở mức tối thiểu và các chỉ huy Nga sử dụng các chiến thuật cơ bản để đạt được thành công bất chấp tỷ lệ thương vong cao đi kèm. Nga đã mất ít nhất 3.500 xe tăng chiến đấu chủ lực và 7.500 xe bọc thép. Kho xe tăng và xe bọc thép lớn còn sót lại từ Liên Xô là phương tiện duy nhất để Nga có thể thay thế những tổn thất đáng kể này. Theo tình báo Anh, Nga tổn thất nặng nề nhưng vẫn lấn đất của Ukraine là do vượt trội quân số binh sĩ và vũ khí so với Ukraine trên chiến trường. Trong một trong những đánh giá trước đó, tình báo Anh nói rằng vào tháng 10, tổn thất nhân sự trung bình hàng ngày của Nga ở mặt trận đã trở thành kỷ lục. Tình báo Anh cũng ghi nhận áp lực ngày càng tăng của lực lượng Nga đối với Kupiansk ở vùng Kharkov bất chấp tổn thất kỷ lục. Phòng không phương Tây có thể bắn hạ tên lửa Oreshnik bất chấp tuyên bố của ông Putin. Các hệ thống phòng không phương Tây sẽ có khả năng bắn hạ đầu đạn từ tên lửa Oreshnik mới của Nga. Một nhà phân tích quân sự nói với CNN bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin rằng nó không thể bị đánh chặn. CNN dẫn lời nhà phân tích quân sự cho biết hệ thống phòng không phương Tây có thể bắn hạ tên lửa Oreshnik mới của Nga mặc dù tuyên bố của ông Putin. Đó là tin tốt. Tuy nhiên, tin xấu là Ukraine hiện không sở hữu những hệ thống phòng không này. Vào thứ Sáu ngày 22 tháng 11, trong các bình luận trên truyền hình, ông Putin tuyên bố tên lửa đạn đạo siêu âm có tên Oreknik được phóng lần đầu tiên vào Ukraine vào ngày thứ Năm không thể bị phòng không đánh chặn. Ông Putin nói rằng, hiện nay không có phương tiện nào có thể đối phó với loại tên lửa này, không có phương tiện nào có thể đánh chặn nó trên thế giới. Tuy nhiên, Fabian Hoffman, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại dự án hạt nhân Oslo, cho biết các hệ thống chống tên lửa của Mỹ và Israel sẽ có khả năng bắn hạ các đầu đạn của tên lửa này. Nghiên cứu sinh Hoffman nói với CNN rằng các hệ thống như SM-3 từ Aegis hoặc Aegis Astra cũng như có thể là Europa và Taad, hệ thống phòng thủ vùng cao cuối cùng, chắc chắn có thể đối phó với loại mối đe dọa này. Về tên lửa Oreknik phóng nhiều đầu đạn cùng một lúc, nghiên cứu sinh Hoffman cho biết sẽ cần một số lượng lớn các tên lửa đánh chặn để bắn hạ chúng. Điều này rất tốn kém. Ông nói rằng hiệu quả chi phí là vấn đề lớn hơn so với việc đánh chặn chúng. Các đồng minh phương Tây của Kiev hiện chưa cung cấp cho Ukraine những hệ thống có khả năng phòng thủ chống lại một cuộc tấn công từ tên lửa Oreknik.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Sáu rằng Ukraine đang tổ chức các cuộc họp với các đồng minh về việc phát triển các hệ thống phòng không mới để đối phó với mối đe dọa mới từ Nga sau vụ tấn công Oryknik. Trong bài phát biểu hàng ngày, ông Zelensky cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostam Dmytrov đã và đang tổ chức các cuộc họp với các đối tác của chúng tôi về các hệ thống phòng không mới, chính xác là những hệ thống có thể bảo vệ tính mạng khỏi các mối nguy cơ mới. Tổng thống Zelensky đã cảm ơn các đồng minh của Ukraine, những người đã phản ứng ngay lập tức. Các chuyên gia đã nói với CNN rằng vụ phóng Oryknik là lần đầu tiên một quốc gia sử dụng tên lửa mang nhiều đầu đạn được gọi là MIRVs để tấn công kẻ thù. Trong các bình luận trên truyền hình vào tối thứ Sáu, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa mới này mà ông tuyên bố là không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không. Lực lượng tinh nhuệ Nga tiếp tục đầu hàng Ukraine ở khu vực Kursk. Đoạn video tương ứng vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 11, được đăng trên kênh Kremlin Quân Telegram lưu ý rằng lính thủy quân lục chiến Sevastopol ở khu vực Kursk tiếp tục đầu hàng theo đợt. Chú thích trong video cho biết đây là sự hiệp đồng giữa lữ đoàn 810 và lữ đoàn súng trường 22. Chúng cùng nhau tác chiến và cùng nhau đầu hàng. Một lính Nga có tên Semyon Chokov báo cáo rằng anh ta thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến cận vệ biệt lập số 810 và sống ở thành phố Samara của Nga. Chiến binh này nói rằng, tôi kêu gọi ban lãnh đạo của Liên bang Nga, tôi muốn được trao đổi. Một người lính khác của lữ đoàn 810, Dmitry Churakov, cũng bị quân trú phòng Ukraine bắt giữ, nói rằng, tôi yêu cầu lãnh đạo Liên bang Nga đổi tôi lấy tù binh chiến tranh Ukraine. Vào tối ngày thứ Sáu, binh lính thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt SOF của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt 10 lính Nga và bắt giữ thêm 3 kẻ nữa trong quá trình trinh sát ở khu vực Kursk. Báo cáo cho biết, trong khi tiến hành trinh sát đặc biệt ở khu vực Kursk, những người lính từ trung đoàn mục đích đặc biệt số 8 của SOF mang tên Hoàng tử Isilas Mstilavik đã đột kích vào các vị trí của kẻ thù. Lực lượng SOF đã ngay lập tức loại bỏ 10 kẻ chiếm đóng, trong khi 3 kẻ khác bổ sung quỹ trao đổi. Theo Ukrinform đưa tin, lính dù Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công ở khu vực Kursk và bắt giữ 26 lính Nga chỉ trong một trận chiến. Kế hoạch tấn công Zaporizhia của Nga bị Ukraine phá sản ngay trong vùng Kursk. Hoạt động của lực lượng phòng vệ Ukraine tại khu vực Kursk của Nga đã phá vỡ cuộc tấn công của Nga tại khu vực Zaporizhia. Mục tiêu mà người Nga muốn thấy là chiếm được Zaporizhia. Ngoài ra, vì lý do này, Nga đã phải thay đổi kế hoạch của mình liên quan đến khu vực Sumy và Kharkiv. Obost.ua dẫn các nguồn tin trong Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, để chống lại quân đội Ukraine, người Nga đã phải chuyển các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất của họ từ tiền tuyến phía Nam đến khu vực Kursk. Quân đội Nga đã lên kế hoạch tăng áp lực lên Zaporizhia và tiến lên, nhưng cuộc tấn công đã phải hủy bỏ. Các hành động của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk của Nga đã buộc Nga phải sắp xếp lại lực lượng của mình. Vào đầu chiến dịch của Ukraine ở khu vực Kursk, quân đội Ukraine đã phải đối mặt với 40.000 chiến binh Nga. Tính đến tháng 11, nhóm này đã tăng lên 59.000 người và Bộ Chỉ huy Nga có kế hoạch tăng lên 60.000 người. Trong số những lực lượng hoạt động trên lãnh thổ này có lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, nổi tiếng với những hành động tàn bạo đối với tù nhân chiến tranh Ukraine. Ngoài ra còn có quân nhân từ Bắc Triều Tiên khoảng 11.000 người. Các nguồn tin của Obost.ua cũng đưa tin rằng diện tích lãnh thổ tối đa mà lực lượng phòng vệ Ukraine kiểm soát trong chiến dịch Kursk vượt quá 1.300 km2. Hiện tại, lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát khoảng 800 km2. Tướng Nga lại phạm sai lầm ngớ ngẩn, bãi huấn luyện quân sự thứ 8 bị Ukraine tập kích, thương vong nặng nề. Lần thứ 8 trong 9 tháng, các học viên người Nga tập trung tại vùng lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm đóng, trong tầm bắn của các loại tên lửa tốt nhất do Mỹ sản xuất tại Ukraine, và những tên lửa này lao xuống, gây ra thương vong hàng loạt. Việc các chỉ huy Nga tiếp tục tiến hành huấn luyện ngoài trời vào ban ngày, ngay gần tuyến đầu của cuộc chiến kéo dài 33 tháng của Nga với Ukraine, cho thấy những vấn đề sâu rộng về mặt lãnh đạo trong lực lượng vũ trang Nga. Những vấn đề chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tuần tới khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào sĩ quan
và đội ngũ nhân viên của họ bên cạnh việc bắn phá quân lính đang huấn luyện. Vào hoặc ngay trước thứ Năm, khoảng 10 quân nhân Nga đã tập trung trên những chiếc xe tải dân sự ở đâu đó tại Zaporizhia Oblast. Ở miền nam Ukraine do Nga chiếm đóng, một máy bay không người lái của Ukraine bay lượn trên cao, lặng lẽ quan sát. Một hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao của Ukraine được bố trí cách đó không quá 80 km ở phía đối diện của tiền tuyến đã phóng một quả tên lửa M-30-31. Quả tên lửa đã bắn trúng cách các học viên Nga chỉ vài mét, bắn tung những mảnh đạn chết người vào họ và xe của họ. Máy bay không người lái nhìn gần hơn và đếm được ít nhất 5 học viên đã chết hoặc bị thương nặng. Cuộc tấn công có thể đã trở nên tồi tệ hơn đối với người Nga. Các xạ thủ Ukraine đã không theo sau đợt tấn công ban đầu của họ bằng một loạt đạn tiếp theo, cái gọi là đạn tấn công kép nhắm vào những người Nga sống sót, những học viên bị thương và bất kỳ người ứng cứu đầu tiên nào chạy vào để giúp họ. Một cuộc tấn công HIMARS kép tàn khốc ở Zaporizhia vào Chủ nhật có thể đã giết chết hàng chục người Nga. Tuy nhiên, số người chết đang tăng lên một cách đáng kinh ngạc khi các chỉ huy Nga tiếp tục để các trung đội huấn luyện của họ tiếp xúc với tên lửa của Ukraine. Trong 8 cuộc tấn công kể từ tháng 2, một số ở Zaporizhia, một số khác ở Donetsk Oblast và ở phía đông, các khẩu đội pháo của Ukraine đã giết chết hàng trăm học viên người Nga. Các cuộc đột kích chống lại học viên gợi nhớ đến một chiến dịch ném bom riêng biệt mà người Ukraine tiến hành chống lại các nhân viên chỉ huy của Nga ở Chernobaevka, giáp với thành phố Kherson ở miền nam Ukraine. Lực lượng Nga đã chiếm đóng Kherson trong phần lớn năm 2022, cho đến khi một cuộc phản công nhanh chóng của Ukraine giải phóng thành phố vào mùa thu năm đó. Để mở màn cho cuộc phản công, các tay súng Ukraine đã nhắm vào các sở chỉ huy của Nga ở Chernobaevka 22 lần trong 8 tháng. Những cuộc tấn công này làm suy yếu đáng kể khả năng lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động phối hợp của người Nga. Một bộ ba sĩ quan quân đội Hoa Kỳ đã viết trong một bài báo năm 2023 trên tạp chí quân sự. Các sĩ quan Mỹ nói thêm, một số người cho rằng kinh nghiệm của Nga tại Chernobyl và những nơi khác có thể được giải thích là do người Nga không thể vượt qua những thách thức về tính chuyên nghiệp, đào tạo và truyền thông. Các cuộc tấn công liên tục vào các học viên người Nga cho thấy những thách thức này vẫn còn tồn tại. Quân đội Nga vẫn đang vật lộn để học hỏi từ những thất bại trong quá khứ. Việc người Ukraine tăng cường tấn công vào các sĩ quan và nhân viên Nga không giúp ích gì cho bất kỳ nỗ lực cải cách quy trình chỉ huy nào. Chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp cho phép Ukraine tấn công bên trong nước Nga bằng tên lửa tầm xa do các nước này sản xuất, lực lượng không quân Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một sở chỉ huy ở Kursk Oblast phía tây nước Nga bằng 10 tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh. Cuộc tập kích đó có thể giết chết một vị tướng Nga và làm bị thương một vị tướng Bắc Triều Tiên. Không cần phải nói thì ai cũng biết rằng việc loại bỏ các nhà lãnh đạo chiến trường cấp cao và kinh nghiệm kết hợp của họ chỉ làm cho môi trường chỉ huy vốn đã tồi tệ trở nên tồi tệ hơn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.